Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: Lạy Cha, giờ đã đến, xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho người quyền trên mọi phàm nhân là để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến là Giêsu Kitô. Phần con đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con. Vậy lạy Cha, giờ đây xin Cha tôn vinh con bên Cha. Xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian. Những kẻ Cha đã chọn từ giữa thế gian mà ban cho con đã cho họ biết danh Cha. Họ thuộc về Cha. Cha đã ban họ cho con và họ đã tuân giữ lời Cha. Giờ đây họ biết rằng tất cả những gì Cha ban cho con đều do bởi Cha, vì con đã ban cho họ lời mà Cha đã ban cho con. Họ đã nhận những lời ấy, họ biết thật rằng con đã từ Cha mà đến, và họ đã tin là Cha đã sai con. Con cầu nguyện cho họ, con không cầu nguyện cho thế gian, nhưng cho những kẻ Cha đã ban cho con, bởi vì họ thuộc về Cha. Tất cả những gì của con đều là của Cha. Tất cả những gì của Cha đều là của con. Và con được tôn vinh nơi họ. Con không ở trong thế gian nữa, nhưng họ ở trong thế gian. Phần con đến cùng Cha. Bài tin mừng hôm nay là đoạn mở đầu cho lời nguyện được gọi là lời nguyện hiến tế của Chúa Giêsu. Lời nguyện này là gạch nối liên kết giữa bữa tiệc ly và hy tế thập giá. Trong thánh lễ, kinh tiền tụng được mô phỏng theo tính cách của lời nguyện hiến tế này. Vì thế, kinh tiền tụng cũng là gạch nối liên kết giữa phục vụ lời Chúa và phục vụ thánh thể. Điều này thúc đẩy chúng ta mỗi khi tham dự thánh lễ, chúng ta cần phải hiệp thông với vị chủ tế trong lời kinh tiền tụng để cầu nguyện cho mình, cho anh em mình và cho hội thánh được lòng tin cậy và mến Chúa thực tình, để chuẩn bị phần phụng vụ thánh thể cách ý thức và hiệu quả cho phần rỗi hơn. Cũng trong lời ấy, Chúa Giêsu nói đến giờ. Đây là giờ Ngài chịu chết trên thánh giá. Giờ này được hoàn tất vào giờ Chúa Cha cho Chúa Giêsu phục sinh và đặt người bên hữu mình để cùng với người thống trị muôn loài. Vì vinh quang của Chúa Giêsu và vinh quang của Chúa Cha là một, nên khi xin Chúa Cha tôn vinh người, Đức Giêsu không nhắm vinh quang riêng của mình, nhưng vinh quang của Chúa Cha. Đức Giêsu được tôn vinh cũng trở thành nguồn sống cho tất cả những ai tin vào người. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu vừa khích lệ vừa soi sáng cho ta biết phải cầu nguyện thế nào. Chúa Giêsu cầu nguyện cho vinh quang Thiên Chúa và mưu ích cho tha nhân là các môn đệ. Cũng thế, đời chúng ta có lúc phải trải qua những thử thách. Khi ấy, chúng ta dễ bị cám dỗ, xin Chúa giảm bớt hoặc cất đi nỗi đau thương, sự sợ hãi hoặc băn khoăn lo lắng cho chúng ta. Lời cầu nguyện theo kiểu đó không phải là xấu xa, đáng loại bỏ. Nhưng nếu chúng ta biết noi gương Đức Kitô, thì lúc đó chúng ta hiểu được rằng lời cầu nguyện đích thực là lời cầu xin cho vinh quang Thiên Chúa và lợi ích cho tha nhân. Đó chính là kiểu mẫu lời cầu nguyện vừa khiêm tốn vừa tha thiết nồng nàn mà Đức Giêsu trình bày cho chúng ta khi người nài xin Cha tôn vinh người. Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ sống giữa thế gian đầy gian nan thử thách.
Đây là điều khích lệ và là niềm an ủi cho chúng ta khi phải đương đầu với những thử thách giữa thế gian. Đây cũng là điều chúng ta cảm nghiệm được rằng chúng ta không bị quên lãng nhưng lại rất đáng giá đối với Chúa, vì Chúa hằng quan tâm, quan phòng và gìn giữ bảo vệ chúng ta trong suốt cuộc hành trình giữa biển trần gian để về bến bình an nước trời. Hơn nữa, Chúa Giêsu tôn vinh Chúa Cha bằng cách chu toàn sứ mệnh cứu thế qua công trình cứu độ, nhập thể, tử nạn và phục sinh. Người Kitô hữu tôn vinh Thiên Chúa bằng cách chu toàn bổn phận làm người và làm con Chúa qua việc thánh hóa bản thân và thánh hóa tha nhân mỗi ngày. Là những Kitô hữu môn đệ của Chúa, chúng ta được hưởng lời cầu nguyện của Chúa. Chúng ta cảm phục Chúa Giêsu là đấng yêu thương, săn sóc và quan phòng. Đồng thời, chúng ta cần có cái nhìn nhạy cảm để chăm sóc tha nhân qua việc cầu nguyện.